dịp xin chào các đồng chí nữ biên phòng nhóm Biên Cương Xanh Học viện Biên phòng Việt Nam. Vâng, xin chào ạ. Được giới thiệu là đồng chí Nguyệt là nhóm trưởng của cái khối nữ của Học viện Biên phòng này, thì đề nghị đồng chí cho biết về mình một chút ạ. Thực ra thì Nguyệt là nhóm trưởng của hội Nhập ngũ 80 Học viện Biên phòng. Thì hôm nay là rất là vinh dự và tự hào được đi cùng với đoàn của câu lạc bộ đàn và hát dân ca thành phố Hà Nội làm một chuyến du lịch sầm sơn biển đảo với quê hương, với tiêu chí là vui khỏe đấy, và cũng rất là vinh dự là được vào thăm đồn biên phòng thành phố Sầm Sơn. Thành phố Sầm Sơn. Và sơ biên phòng xin hỏi đồng chí Nguyệt là nhiều lần đi giao lưu với ban liên lạc câu lạc bộ Biên Cương Xanh, thế mà đồng chí lại là một trong đồng chí nhóm trưởng phụ trách, thì đồng chí có những cái suy nghĩ như thế nào? Thực ra đây là một nhóm phải nói là rất là ý nghĩa đối với những người mà đã từng là lính biên phòng nói chung và những người đã từng đi giao lưu với anh Sơn nói riêng. Thực sự là rất là cảm ơn anh Sơn đã được kết nối toàn thể anh chị em với nhau để có nhiều những chuyến giao lưu du lịch và chúng ta sẽ hiểu nhau hơn. Đấy, đấy là điều mà cảm thấy được, cảm thấy là vui luôn đồng hành với anh Sơn. Và có lẽ là lần này phải lên lần thứ 3, thứ 4 rồi. Đấy, rất nhiều lần rồi. Xin cảm ơn đồng chí Nguyệt rất là nhiều. Lúc nào cũng thấy vui vẻ. Đây là thay mặt cái nhóm của Hội Nhiệm Vũ 80 Học viện Biên phòng. Và tất cả bộ tư lệnh, tất cả Hội Nhiệm Vũ 80 của Nguyệt rất là đông. Thay mặt cho hơn gần 100 cô gái của Hội Nhiệm Vũ 80 chúc cho câu lạc bộ Biên Cương Xanh luôn tất cả các thành viên luôn thật nhiều sức khỏe, luôn nhiều tốt đẹp và phát triển hơn nữa. Xin cảm ơn đồng chí Nguyệt.